Rồi, thắt âm MIDI, mình có mấy cách thắt âm MIDI? Hả? Hai đứa nhắc lại cô có phát âm MIDI có mấy cách nhỉ? Ba cách phát âm MIDI là gì? Tờ với đờ con đọc là gì? À, tờ với đờ con đọc là ịt cho cô. Nhá, tờ đờ đọc là ịt. Rồi chó sủa xôn xao khắp phố phường. Thì con đọc là gì? Thêm MIDI vào con đọc là tờ, còn lại con sao là đờ. Ví dụ trường hợp 1 á, nick này, thêm MIDI vào là nick địt này, hoặc là one tịt này. Trường hợp thứ hai chúng ta có một vài ví dụ như là stop tờ này, lúc tờ này. Trường hợp thứ ba, ví dụ như là liver mà thêm ed vào đọc là liver the, hoặc là play thêm ed vào đọc là play the, được chưa? Ok, vậy câu 1 á, câu A đọc là cúc tờ, bởi vì nó có chữ K này, phải phòng khi tối này, à gì? Chó sủa xôn xao khắp phố phường này. Brush có chữ SH thì nó thuộc trường hợp 2 đây này, tờ luôn. Dan là chữ cờ này, cờ e thực sự là nó chữ cờ e là chữ sờ đó con, sờ đây này, đấy sờ á. Ở đây đọc là tờ luôn, nick là nick địt nè, vậy chọn câu D nghe chưa? Các hiểu không? Chương. Rồi bây giờ trường hợp tiếp theo là các bạn cũng phải nhớ đến khi chết luôn, đó là phát âm sờ s, phát âm sờ s mấy cách? Hả? Ba cách, ba cách. Đó là gì? Thứ nhất, phải phóng khi tối thì đọc là sờ. Xe SH của chị Sương, xe SH của chị Sương thì đọc là gì? It. Còn lại đọc là giờ. Cô cho ví dụ để nhìn này. Ví dụ như là cái chữ quyển sách mà thêm sờ vô đọc là book sờ. Hoặc là lúc mà thêm sờ vô đọc là look sờ. Stop mà thêm sờ vô đó là stop sờ. Trường hợp thứ hai á, ví dụ như cái từ xem TV này, watch này, cô thêm sờ vô đọc là watch it, hoặc là dis it. Thấy chưa? Trường hợp thứ ba này, pen giờ, ruler giờ. Đấy. Và đây book này, trường hợp một này book sờ. Book sờ cho cô, pen gì? Pen giờ. Basket là chữ tờ, nó thuộc trường hợp một là basket sờ và cap sờ luôn. Vậy thì ở đây đáp án là câu B. Đáp án là câu B. Rồi xuống bài này, candy, fry là chữ I, candy là chữ I, fry là chữ I, many là chữ I, happy là chữ I. Vậy khoan vào câu B. Câu số 3, câu số 4, message. Cái này chữ I này, transmit, cut, hot giống nhau trong khi đó message nha, khoan vào câu A. Được chưa? Xuống bài này, lan. Bây giờ năm ngoái con nhìn cái chữ năm ngoái cho cô là con biết thì gì rồi? Quá khứ đơn, động từ cột hai đầu, đó là câu C. Lan đã sống ở Huế vào năm ngoái. Câu số 2, họ đã mua, họ đã tự mua một cái ô tô mới bây giờ. Bọn họ này, thì đại từ phản thân của đây là gì? Đâm xèo, câu này khoanh vào đây nha. Bản thân họ tự mua cái xe hơi mới. Rồi anh ta đủ may mắn để có một người bạn tốt nào. Bây giờ cấu trúc enough á, thì tính từ đứng trước, enough đứng sau đúng không? He is lucky enough, đó là câu B nha, câu B. Câu số 4, chị gái tôi sẽ đi tới anh vào tháng 7. Bây giờ con nhớ thật, July là tháng, cái nào đi với tháng? Không được, ghi lại cho cô giới từ thời gian này. Ghi lại giới từ chỉ thời gian. Giới từ chỉ thời gian. Ghi vào. Giới từ chỉ thời gian. Giới từ chỉ thời gian. Ghi vô. Ghi vở ấy mà học. Bài thứ nhất là in trước đi. In cộng với tháng. À, in cộng với tháng là 1, in cộng mùa là 2, in cộng năm là 3, ngoài có in the morning. In the afternoon. Rồi in the evening. Đây là những cái in. Còn on là cộng với thứ là 1, on cộng với ngày tháng dính liền với nhau là 2. On đêm giao thừa là 3. Rồi một số cái on ngày lễ. Easter, ngày lễ, on cộng ngày lễ. Ngày lễ. Fly là bay á hả? Quá khứ là y dài biến thành y ngắn thêm y đi. Rồi ất thì cộng với thời gian. Ất cộng thời gian cụ thể. Thời gian cụ thể. Chúng ta có ất midnight. Hoặc là ất gì?
chúng ta có ít gì nữa nhỉ, ít nai ấy, thấy chưa, những cái này là phải học thuộc lòng trong đầu luôn để làm bài veo veo chứ mình ngồi đó mà đoán bậy đoán bạ đoán già đoán non nha. Vậy câu số 4 là in July, chép vô đi, thôi đi, chép vô đó thì về vứt cái tờ đó còn nó khỉ mốc gì nữa hả, hai đứa kia đang về đốt luôn chứ còn làm gì nữa. Cái này là phải chép vào vở mà học thuộc. Rồi tiếp theo chia động từ trong ngoặc nha. Đằng sau good like là gì, dễ òm, dễ còn hơn cháo. Đằng sau good like là cộng với một động từ to infinity là muốn làm gì đó, muốn làm gì đó. Vậy thì ở đây phải là gì? Là gì nhỉ? Chu theo chứ cái gì nữa? À, chu theo. Tiếp theo, câu số 2 con thấy nào là dấu hiệu của thì gì? Hiện tại gì? Tiếp diễn. Diễn tả một hành động đang xảy ra thì công thức là chủ ngữ cộng với am hoặc y hoặc a cộng với động từ thêm ing. Ở đây là câu hỏi thì để am ia đằng trước thôi. Chị gái của Hoa là số ít, chúng ta sẽ y. Và đằng sau là do gì? Doing, dễ òm nha. Rồi tiếp theo, con gạch chân cho cô từ yesterday nó thì gì? À, yesterday. Yesterday là ngày hôm qua là quá khứ. À, quá khứ gì đó, quá khứ đơn thì chia sao? Động từ cột mấy? Chủ ngữ cộng động từ cột 2 hoặc động từ thêm ed, nhớ chưa? Cái từ finish là thêm ed nhá. À, đọc này, finish này. À, finish thêm ed, đọc là finisher. Finisher. Rồi, câu số 4 này, con chú ý cho cô từ sometime đấy. Dấu hiệu đấy. Sometime dấu hiệu thì gì biết không? À, hiện tại đơn chứ cái gì nữa? Thỉnh thoảng. À, hiện tại đơn. À, hiện tại đơn. Hiện tại đơn. Rồi, chủ ngữ số nhiều thì sao? Cộng động từ giữ nguyên. Chủ ngữ số ít thì cộng động từ thêm thêm s. À, thêm s hoặc es vào. Vậy thì ở đây mẹ của tôi là chủ ngữ số ít thì cái động từ work của chúng ta phải thêm s vào, thêm sờ vào, nhớ chưa? Mẹ của tôi thỉnh thoảng làm việc bán thời gian cho một cái nhà, một cửa hàng tạp hóa, grocery store. Ok, xuống bài dưới nào. Peter có một lá thư từ chị gái của anh ta ngày hôm qua. Cô ấy sống ở Nigeria. Nigeria. Trong bức thư cô ấy nói rằng cô ấy đang cô ấy sẽ đến nước Anh vào tháng tới, sẽ tới Anh vào tháng sau. Cô, nếu cô ấy đến thì cô ấy sẽ có một cái điều ngạc nhiên, surprise. Peter bây giờ đang sống trong một ngôi nhà rất là đẹp ở miền quê, làm việc cái gì has begun, tức là work on it has begun before his sister left. The house was complete 5 months ago. Ngôi nhà được hoàn thành cách đây 5 tháng. In his letter, he says that he wanted her to stay with his family. Trong bức thư thì anh ta nói rằng anh ta muốn chị gái tới ở chung. Ngôi nhà này có rất nhiều có nhiều phòng rộng và có một cái vườn rất dễ thương. Rồi chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi nào. Peter, chị gái Peter sống ở đâu? Rồi, vậy là viết trả lời sao? She lives, thêm sờ vào vì chủ ngữ số ít, ở Nigeria. Nhớ chưa? Nigeria, chép vào. Rồi, câu số 2 là nó nói cái gì đó? Câu số 2 nói cái gì? Peter bây giờ đang sống ở đâu? Đúng không? Where is Peter living now? Vậy là he is living gì? Trong một miền, ở miền quê. In a, in the, in the country. In the country. Đấy. When was his house completed? Nhà của anh ta hoàn thành, đã hoàn thành, được hoàn thành khi nào? Vậy chúng ta sẽ viết là his. His house was completed 5 months ago, đúng không? 5 months ago. Ok. Câu số 4, ngôi nhà có nhiều phòng rộng, một cái vườn dễ thương phải không? Yes hay no? Yes gì? Nhà là số ít thì chúng ta sẽ ít. Ít gì? Không thể y được. Đằng trước ở câu hỏi này nó là xài đơ thì chúng ta xài đơ con ạ. Có thấy cái đơ của người ta đây không? Thì chúng ta phải xài lại đơ, không thể tự nhiên là chen cái thằng y vào được. Không thể mà cho người thứ ba chen chân vào được. Đúng không? Tuesday. Rồi, mình là đơ thì phải là đơ chứ không thể là đang đơ mà nhảy sang y cũng được nha. Xuống bài dưới đi. Bày cho nhỏ Linh tí.
Linh không chưa? Sao mà suốt ngày buồn ngủ với Linh, tối không mấy giờ? Hamo này, Buffalo này, Buffalo, Cattle, Daddy này, nghe là Cattle, Camel, Hamo chứ Hamo. Đây con này, A, cái chữ này là chữ A vừa A vừa E, giống như quả táo. Nhá, trong cái Buffalo là chữ ở, phải mày đây. Phát âm đi con nói mới dạy bọn kia xong, ok đúng rồi. Rồi phản nhân âm này cái gì đấy chưa? Ancestor âm 2, Curator âm 1, Heritage âm 1, Tradition Tradition. Rồi ok, mình đang hoàn báo ở đây. Buffalo âm 1 này, Recognize, Convenient âm 2 này, Cultural này, Recognize này. Chẳng con nào biết chưa? Ok, con này đúng rồi này. Go. Cô nói không biết là con có kiến thức về cái go cộng đồng rồi không đi thuê nhà, ví dụ đi cắm trại là go gì, go camping, đi câu cá là go gì, đi cưỡi ngựa là go gì, go horse riding, đi bơi là go gì. Vậy thì ở đây chúng ta có từ go rồi thì chúng ta phải xài từ gì con biết không? Hunting. Ok chưa? Đi săn bắn. Rồi thì gì đây, tiếp diễn và ở đây tiếp diễn hết rồi. Nhưng mà trâu thì phải là chăn trâu, ok. Bầu trời thì như thế nào, mênh mông, đúng rồi. Cuộc sống ở thành phố bây giờ so sánh hơn, đúng rồi. Surprise to know, đúng rồi. Tiếp theo, the lab, đúng rồi. Weak ethnic, đúng rồi. Careful, đúng rồi. Từ bình tĩnh, đọc từ thường. Động từ thường thì có phải là so sánh hơn của cái gì? Động từ thường phải là trạng từ. To be thì mới là tính từ. Còn to be á thì là tính từ. Cái này có người biến thành full là tính từ thôi. Chúng ta đang cần trạng từ. Trạng từ là gì? Thêm gì vô? Thêm gì? Thêm gì vô? Đúng rồi. Ok, viết vào. Đúng. Cái phân ly thôi. Rồi, hai bạn kia xuống bài đây. Chúng tôi có rất nhiều bạn khi chúng tôi sống ở miền quê nào. Vậy là cấu trúc đã từng, công thức. Trương đọc công thức cho cô đã từng trong quá khứ nào. Chủ ngữ cộng gì? You, to cộng với động từ nguyên mẫu. Đã từng làm gì đó trong quá khứ mà nay không làm nữa đấy. Vậy thì câu trên đọc cho cô công đáp án cho cô nào. Trương. Have chứ nguyên mẫu. Ôi giời ơi, cái con chuột dở hơi này. Con chuột này nó bị thật khủng khủng nha. Mấy con chuột không dây này bực mình lắm, nó hay hư lắm. Rồi, ở đây là gì? You chu gì? Have lot gì? Lot of friend. Lot of. Viết tiếp thôi, nha chưa? Viết tiếp cho cô. We you two have a lot of friends. Viết tiếp thôi. Rồi câu dưới thì là nhìn là biết cấu trúc gì rồi. Cho bạn Châu suy nghĩ một lát là bạn Châu. Bây giờ các bạn ghi vào này. Be cộng với be mà cộng với chu cộng với tính từ. Ghi vô. Cộng với chu infinity. Hả? Không. Chu infinity. Quá không thể. Quá không thể. Nha. Be cộng với chu cộng tính từ cộng chu infinity là quá không thể. Quá đến nỗi không thể. Ví dụ này, check is too young to ride a motorbike. Check quá trẻ để mà lái xe máy. Vậy là quá đến mức không làm được ấy. Ví dụ như là một cái bạn nào đó quá thấp để mà chơi bóng rổ, chơi bóng rổ đòi hỏi chiều cao chẳng hạn như vậy đó. Ok, quá nhỏ để đi học, quá còn nhỏ quá để mà lái xe ô tô chẳng hạn, thì là chúng ta sẽ viết ngược lại là không đủ gì hả? Không đủ đúng không? Rồi con sẽ nhớ cấu trúc be cộng với tính từ. Cái này là đổi qua đổi lại nha, cộng với enough nha, cộng với chu infinity nha. Rồi vậy là cái tính từ trong hai câu mà đổi qua đổi lại giữa chu với enough á, là nó có phải đổi đảng tính từ.
có phải đảo tính từ đúng chưa? Đúng không? Bây giờ quá trẻ để mà lái xe bây giờ nó không đủ gì? Không đủ lớn. Đúng không? Không đủ già, không đủ lớn. Vậy là đổi ngược cái tính từ lại. Vậy bây giờ này, nó đổi cho chúng ta là răng thành âu rồi đây này. Thì chúng ta biến từ chu sang enough thôi. Vậy là check isn't âu gì? Enough gì? Chu ride a motorbike. Dễ ỏm. Cái bài này cô đã từng nói rất nhiều lần rồi. Câu dưới càng dễ nữa, chỉ thay một tẹo tèo tèo là xong. Chỉ thay đổi cái gì là xong ha. Câu dưới này, chú ý này, động từ be fun up đó. Be fun up là thích. Thích nó bằng với enjoy. Nó bằng với enjoy thôi. Và sau hai cái này đều là động từ thêm in thôi. Vậy thì ở đây con viết tiếp khúc này thôi, có gì đâu mà khổ sở đúng không. Enjoy gì? Enjoy gì? Chương đọc. Enjoy gì? Listening to traditional story thôi. Dễ mà. Đúng không? Thay thế một tẹo tèo tèo. Cái if fun up bằng enjoy là ra thôi. Cái gì đâu. Ok. Tiếp câu dưới. Nhà của tôi thì trước cái trường học. Nhà tôi trước trường học thì bây giờ trường học sao? Hả? Nhà thì trước trường, bây giờ trường thì? Trước thì mới trải nghiệm cái gì? Không phải. If fun up là phía trước. Giờ cái này ở phía trước cái này. Cái ly ở phía trước cái bút. Vậy thì bút phía gì? Phía sau. Phía sau, đúng rồi. Phía sau tiếng Anh là gì? Behind. Behind the. Behind my house. Được chưa? Chép vào.